phải biết rất rõ tu là gì. Tu là gì? Không phải tu là ngồi cả ngày trước bàn Phật, niệm Phật, tụng kinh gọi là tu. Đó chỉ là một phần thôi. Một phần rất rất quan trọng là tu là sửa. Sửa cái gì đây? Mình sửa cái gì? Sửa ai? Sửa mình. Không phải sửa người khó ngẫu mình. Không phải sửa những người mà làm ta khó chịu, bực mình. Sửa mình. Sửa gì? Sửa những thói hư tật xấu của ta. Sửa những cái tham sân si hỉ nộ ái ố của ta. Sửa những cái mà ta làm cho người khác khó chịu. Sửa. Và hài sống với tâm phục vụ. Tâm phục vụ. Phục vụ ai? Phục vụ chồng con, phục vụ gia đình, phục vụ chúng sanh. Với tâm phục vụ, làm vừa lòng cha mẹ, làm vừa lòng người khói ngẫu, làm vừa lòng những người xung quanh ta. Họ vui thì ta mới vui được. Họ vui thì ta mới có thể thở nhẹ nhõm được, mới thở an lạc được và mới làm được những gì ta muốn. Còn nếu họ không vui thì ta rất là mệt các vị. Cho nên là phải biết tu là sửa, chứ không phải tu là ngồi đó niệm Phật cả ngày gọi là tu. Niệm Phật mà không nấu cơm cho chồng con ăn làm sao mà gọi là công đức được, đúng không? Niệm Phật mà có người nhắn tin cho Vân: chị ơi, em có tội không vậy? Em niệm Phật mà em quên nấu cơm cho ông chồng ăn luôn, bỏ đói chồng con luôn, để chồng con đói đi ra ngoài ăn cơm tiệm. Vậy em có tội không? Thế vì tự hỏi đi, mình có làm tròn bổn phận mình chưa? Và họ có hoan hỷ không? Cho nên chúng ta hãy làm vui lòng họ, làm tròn bổn phận chúng ta các vị nhé.